Thì trên cái màn hình đồng hồ của mình ấy, thì nó sẽ hiển thị là biểu tượng mã lỗi. Thì đối với đời xe mà SH1 đời mới ấy, thì lúc này mã lỗi của mình nó không nhấp nháy và đèn nó chỉ sáng thôi. Và đồng thời lúc này là cái đèn nhiệt độ động cơ nó sáng luôn. Và khi mà anh em cắm máy vào thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái mã lỗi như này: cảm biến nhiệt độ nước làm mát này, cảm biến bơm ga này, rồi đúng không, và lỗi tí nạp kim phun. Nói tóm lại là có những cái lỗi gì nó sẽ hiển thị hết những cái lỗi này lên. Thì đây là cái máy chuẩn đoán của con máy EC Cam đó. Thì trong trường hợp này thì anh em sẽ nhìn trên sơ đồ giúp em. Đó. Trong trường hợp này thì vừa em chia sẻ rồi, thì lúc này đúng không, việc đầu tiên sau này anh em làm cũng vậy thôi. Có thể là anh em sẽ hỏi khách hàng hoặc hỏi anh em, trong trường hợp anh em nhờ mình làm thì mình hỏi là trước đó đã làm cái gì vào đây chưa, thì để mình có hướng chuẩn đoán loại trừ cho nhanh nhé mọi nhé. Ví dụ trong trường hợp em hỏi anh em ấy thì đã làm gì, anh em báo là con này trước đó bình thường, chỉ có là tháo ra làm hơi làm máy lắp vào nó bị thôi, thì lúc đấy trong đầu mình cũng có hướng là khả năng là dây là anh em lắp để chạm chập hoặc là anh em chưa bắt chặt, thì lúc đấy là chỉ anh em đi kiểm tra những cái dây mát mà khi anh em hạ máy xuống đấy, anh em tháo ra để anh em chưa lắp chặt thì đã kiểm tra hết rồi, đo rồi ok đúng không, và cũng nghi ngờ là dây nguồn 5V này đúng không, chạm ra mát thì cũng đi đo ok chưa. Rồi tiếp đến thì cũng nghi ngờ ba pha của mình đúng không, ba cái dây ba pha ở dưới này đúng không, bị chạm ra mát rồi cũng rút ra loại trừ cũng ok đúng không, và nghi ngờ rác cảm biến CGB của mình ở đây bị chạm cũng rút ra để loại trừ nhưng vẫn không hết đó. Thì qua cái ban này thì cũng chia sẻ cho đây anh em để sau này anh em nóng được. Thì vừa chia sẻ là cách đo đồng hồ đấy, thì khi ví dụ trong trường mà mình chọn đồng hồ thang đo điện áp một chiều đúng không, lúc này anh em đo ở cái dây này mà nó mất nguồn thì chắc chắn nó xông lên nguồn thì nó rất là dễ rồi, ai biết kiểm tra rồi. Nhưng quan trọng nhất là khi mà nó đứt dây mát này thì có ngoài cái phương pháp như anh em vừa chia sẻ ấy, là một là đo thông mạch, dây này là không thông mạch thì mình biết là không mát. Và trường hợp thứ hai, trong trường hợp mà cái dây mát này đúng không, nó đoạn mạch thì anh em kiểm tra như nào, nó chưa đứt hẳn phải kiểm tra như nào, thì nếu mà anh em chưa biết thì em chia sẻ luôn. Thì đối với cái dây mát này để kiểm tra chắc chắn hoặc anh em nghi ngờ nó không giống như dây nguồn, khi mà dây nguồn ví dụ nó đứt ngậm còn một sợi đầu thì nó vẫn lên vôn, mà anh em có thể dùng bóng có tải để em đo đúng không, để loại trừ. Thì cái dây mát này lúc này ví dụ trong trường hợp mà ngoài cái cách mà anh em đo thông mạch và câu dây mát thì anh em có thể làm sao, lúc này để thang đo điện áp một chiều để anh em đo nhé, anh em nhớ cho em chỗ này, để thang đo điện áp một chiều anh em đo, trong trường ví dụ dây mát này lúc này bị đoạn mạch đúng không, bị mô ve hay bị đứt, lúc này sẽ bị lên vôn ở đây, anh em nhớ cho em, lúc này sẽ bị lên vôn ở đây. Trong trường mà đứt hẳn thì lúc này nó sẽ báo vôn cao, còn trong trường mà mô ve tiếp xúc kém thì lúc này có thể nó lên vôn nhưng ở vôn ở mức thấp. Nên là anh em cần phải lưu ý cho em để sau này mình kiểm tra mình không nhất thiết phải tháo ra mình đo mình câu mình nối, nó mất thời gian. Và thứ hai nữa, trong trường mà cái dây mát này đúng không, tất cả những dây mát nuôi cảm biến nuôi tín hiệu, trong trường lúc này bị mô ve hay bị đoạn mạch thì lúc này cái dây của mình, cái dây cảm biến nguồn 5V ở đây mọi người này, lưu ý cho em này, lúc này nó sẽ lên vôn, lên vôn chứ không phải mất vôn nhé, lúc này nó sẽ lên vôn, có thể lên tầm 6V đó. Nên em để ý mà trong trường sau này anh em gặp cái trường hợp nào mà lên vôn cao ở những cái dây mà cảm biến 5V này, dây tín dây nguồn 5V này đó, thì lúc này anh em nghi là con này bị, một là bị thiếu mát, hai là bị chạm. Nhưng mà chạm đối với đời xe này như con ban này thì chạm ở đâu, mặc dù nhá đã nghi ngờ đối với anh em mình, những người làm mà có kinh nghiệm rồi thì chắc chắn là nghĩ là nó chạm chập 100% rồi, nhưng làm thế nào để biết nó chạm hay chết đi xe đúng không, anh em nhớ cho em chỗ này, cảm biến dây nguồn 5V này lúc này không đo chạm mát, nếu mà trong trường hợp dây này cho chạm mát thì biểu hiện là bị mất hết và không bao giờ báo lỗi toàn bộ mã lỗi ở trên xe. Còn khi mà nó bị báo lỗi toàn bộ ấy, lúc này anh em đi đo cho em cái dây nguồn 5V ở đây tại chân cảm biến TB này được chưa, xem lúc này nó ở mức bao nhiêu vôn. Nếu mà trong trường hợp mà đo nó có vôn ra đâu chưa, thì lúc này xe của mình không chết, trong trường hợp mà nó bị vôn cao
Còn trong trường hợp mà đo mà tại đây nó không có vôn thì mà kiểm tra tất cả tín hiệu vào có ok hết rồi thì gần như là con IC của mình tẹo. Nếu trong trường hợp nó không có đèn FB nữa thì em cũng mới chưa hỗ trợ một cái ban cho anh em ở trong cái trong Cần Thơ thì cũng chia sẻ lên fanpage rồi và trên nhóm rồi đó. Thì cái cách kiểm tra đấy thì sẽ up video cho anh em tham khảo sau. Còn đối với ba con này em nhớ cho em này, lúc này anh em không cần phải đi đo bất cứ một cái gì nhiều. Khi mà nó báo toàn bộ ba lỗ như vậy, anh em chỉ cần rút giắc cảm biến TB ra và đo tại chân này xem lúc này nó bao nhiêu vôn. Nếu mà trong trường hợp mà lúc này nó lên tầm 6V, 7V thì chứng tỏ con này đang bị chạm chập. Nhưng mà chạm chập ở đâu đấy là cái điều mà bản thân em cũng lần đầu va. Mặc dù nhá, đã rút toàn bộ những cái giắc ra, được chưa? Và sau này kiểm tra đi kiểm tra lại, bị chạm hai dây này con này, bị chạm dây nguồn của cảm biến CKB, chạm dây nguồn của cảm biến CB, có nghĩa là dây mà từ không phải là từ máy phát lên đâu mà dây mà từ rắc máy phát về IC chạm với dây tín hiệu của cảm biến CKB này, có nghĩa dây nguồn và dây mát chạm nhau, cái dây màu đen lâu này và cái dây màu xanh biển này chạm nhau. Đó. Thì khi mà cái dây nguồn và dây tín hiệu của CKB này chạm nhau thì lúc này xe của mình sẽ báo toàn bộ lỗi. Mặc dù lúc này mọi người đã đi đo kiểm không có chạm chập gì, mát bồi thêm câu thêm, đúng chưa? Thì đấy là một cái mà bản thân em lần đầu tiên cũng gặp. Muốn chia sẻ lại cho anh em ở cái video này có hai vấn đề, một là đo mát, hai là sau này gặp những cái trình hạng mà nó mà bị báo toàn bộ lỗi như vậy thì anh em chỉ cần kiểm tra dây tín hiệu của CKB và cái dây nguồn đấy xem có bị chạm vào nhau không. Đấy một cái mà ban thì cũng là lần đầu tiên em gặp. Và khi mà đo được và em phát hiện là khi mà đo tại rắc nguồn này 5V của cảm biến TB này, như Tân vừa chia sẻ đấy, nó chạm nguồn 5V đấy. Thì lúc này đo ở đây nó không mất nguồn 5V mà nó trên 5V đấy. Thì sau này ví dụ trong trường hợp anh gặp từng trường hợp tương tự thì lúc đấy thì dây tín hiệu với cả dây nguồn nó đang chạm nhau, nhưng mà đo không phát hiện ra nha, về đi tìm đấy. Mặc dù cũng chia sẻ anh em đã nghi ngờ cái giảm biến CKB này nó chạm chập, nó rút hẳn rắc ra rồi, nhưng nó không phải chạm ngay đoạn rắc, không phải chạm từ cái đoạn máy phát lên mà nó chạm từ cái rắc từ máy phát về IC. Đó, dính vào nhau. Đấy là một cái ban thì cũng muốn chia sẻ cho anh em để anh em tham khảo. Và đặc biệt là có một cái phát hiện là khi mà nó bị như vậy ấy, thì lúc đấy đo tại chân TV, lúc đấy bị lên vôn cao. Và anh em lưu ý là sau này đo dây mát ấy, không cần phải đi thử đo thông mạch làm cái gì, không phải câu thêm làm cái gì cả. Trong trường hợp mà nghi ngờ dây mát của mình bị mô ve hoặc là bị thiếu mát như hôm nọ, nếu mà trong trường hợp mà như hôm nọ nhá, làm con xe mà AB bị mất mát là dơ le đề sạc đấy, mà lúc đấy mà em phát hiện ra thì có thể lúc đấy anh em sẽ dùng thang đo điện áp một chiều để đo dây mát xem là nó có bị lên vôn không. Nếu trong trường hợp nó đứt hẳn nó sẽ lên vôn cao, lên được bằng 12V luôn. Còn ngược lại mô ve đoạn mạch thì khả năng em nghĩ sẽ lên vôn thấp. Thì lúc đấy anh em có thể chuẩn đoán là dây mát đấy đang bị thiếu hoặc là bị đứt. Thì anh em không phải mất công để mà đi đấu lối nhiều. Đấy là một cái chút kinh nghiệm chia sẻ anh em để anh em tham khảo. Còn nếu anh em là có nhiều cái cách làm hay hơn thì anh em cứ chia sẻ để em cũng học hỏi lại từng mọi người. Đấy là một cái ban. Còn trong trường hợp mà khi mà nó mất đèn FI mà mất nguồn 5V mà kiểm tra tất cả các chân nguồn trước khóa và sau khóa và mát vào nó có rồi thì gần như 90% là anh em mình kết luận là chết IC. Thì sau này gặp bất cứ một cái ban nào như vậy thôi. Tại vì ấy, thông thường khi mà anh em gặp những cái ban mà anh em nghi ngờ chết IC đấy, lúc đấy anh em không dám khẳng định thật sự luôn. Tại vì một con IC thay tầm khoảng mấy triệu, mua vào mấy triệu để thay, bây giờ mình chưa kết luận được 100%, nhiều khi anh em vẫn lưỡng lự là không biết mình đo như thế đã đúng chưa. Thì khả năng lúc đấy anh em vẫn đi tham khảo người khác. Đấy là một chút kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho anh em để sau này anh em làm cho nó nhanh. Thì đấy là cái nội dung đầu tiên ở trong buổi tối ngày nay mà muốn chia sẻ cho anh em. Và cái nội dung thứ hai thì chia sẻ với tất cả những anh em nào mà còn yếu. Thì qua mấy bài học vừa rồi thì cũng muốn là xem kiến thức anh em nắm được đến đâu về cái cách làm cũng như là cách kiểm tra. Thì những anh em nào mà đã va chạm nhiều rồi mà biết cách làm rồi thì anh em bỏ qua, anh em có thể là nghỉ ngơi sớm. Còn đối với những anh em nào ví dụ như là Yên này hoặc anh Dũng này
thì anh em nào yếu, thật sự yếu mà chưa biết cách kiểm tra và chưa rành thì anh em ở lại thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người. Đó, thì có thể là cứ học xong tầm khoảng 5-6 bài về cảm biến thì anh em sẽ lại ôn lại một chút. Em chỉ tiếc là đây là không có xe để thực hành trên xe trực tiếp để cho anh em tham khảo, nhiều khi phải lấy video từ YouTube xuống thì anh em không cả. Rồi em xin phép chia sẻ màn hình khác nha. Anh em có ý kiến gì về cái ban mệnh như vừa nãy không và cái cách mà đo không ạ? Các anh nhiều bài hay lắm, các anh còn giống nghề đấy, chả thấy chia sẻ gì. Này thì em xin phép ôn lại cho anh em làm một chút lắm được để xem là cái cách kiểm tra của anh em, phương pháp làm anh em đã lắm được chưa. Thật ra đối với em chia sẻ mọi người ấy, chủ yếu là em chia sẻ mọi người về cái kỹ năng về cách làm thôi, còn về cái nào mà nó dườm già quá mà nó không hữu ích với anh em ấy thì bỏ qua. Về nguyên lý cấu tạo nhiều khi anh em chỉ cần nắm qua thôi, biết là con đấy nó có nhiệm vụ gì, cấu tạo bên trong ấy nó có những cái gì, nó hoạt động ra làm sao, đơn giản anh em chỉ cần nắm như vậy thôi. Còn cái cơ bản nhất của đối với tất cả anh em mình đang làm nghề bây giờ ấy là khi gặp ban mình đo kiểm như nào để cho nhanh, dựa vào đâu để loại trừ. Anh Hải ơi vào muộn thế, khỏe chưa anh? Chưa nghe được anh nói, đang tắt mic. Đây anh Hải ơi. Ôi đang nhậu hả? Đang ở nhà ở đâu anh? Dạ vâng. Tay chân đỡ cho anh. Nhà này có cũ anh? Đâu hôm nay sinh nhật ông anh ạ. À, dạ vâng. Dạ vâng, thế là đi sinh nhật ông ấy. Đang bảo là vừa chia sẻ anh với anh em cái ban bệnh mà nó mất toàn bộ hệ thống báo lỗi toàn bộ hệ thống FB, để hỏi xem là ý kiến anh Hải gặp cái ban đấy để chia sẻ cho anh em học hỏi mà chờ mãi không thấy vào. Dạ vâng. Em cũng tiếc lắm chứ hôm nay bởi vì đưa lên bài thì em rất là thích mà. Dạ vâng. Nó sắp sập nguồn thì lại chuẩn bị anh em vào lại. Cái ban đấy theo như đấy. Anh em này mải ăn uống rồi vào. Chào anh Thái nhá. Anh nghe xin lỗi thầy nhá, anh sốt ruột quá. Dạ vâng. Về xin lỗi. Đi đâu về anh? Xin lỗi. Xin lỗi thầy. Không có gì anh. Anh Hải. Theo như anh bây giờ trong trường hợp mà xe nó báo toàn bộ lỗi như vậy thì bản thân anh là người va chạm, khả năng em nghĩ là cũng nhiều hơn anh em ở trong đây đấy. Thì theo anh nếu mà đặt vào gương vị anh trường hợp đấy thì anh kiểm tra như thế nào? Xe báo lỗi đối với con xe SH1 đời mới, khi mà đèn có nghĩa là xe báo lỗi thì đèn FB sẽ không nháy. Đồng thời lúc này đèn cảm biến nhiệt độ lúc làm mát báo lỗi và xe mất bơm xăng, mất đánh lửa.
báo toàn là lỗi. Theo như góc độ của anh thì anh kiểm tra chẩn đoán sửa chữa như thế nào? Theo như em thì cái góc độ đấy thì nó thực sự bị mất mát kiểu. Mất mát. Nếu mà trong trường hợp mà mất mát thì làm cách nào để kiểm tra loại trừ do nó bị mất mát? Có nghĩa là ý anh là bảo mất mát là có nghĩa là mất mát IC điều khiển tín hiệu và mất mát IC điều khiển cho bơm xăng, đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà dây mát đấy đo với thông mạch vẫn mát sườn vẫn thông nhá. Dây mát vẫn thông. Cả nhà xin phép cả nhà cho anh Hải vào sau thì để cho anh Hải tương tác một chút. Dạ em có thiên ý ra viết rồi, thật ra thì ví dụ như bản thân mình gặp cái ban đấy mình cứ thử mình làm xem là mình có hướng làm mình kiểm tra như nào. Cứ là máy bây giờ kết nối được máy, kết nối được máy chẩn đoán tổng rồi, nhưng mà lúc này vào kiểm tra là tất cả các nó hiển thị tất cả các mã lỗi, xóa mã lỗi không được đấy, và thử làm phần mềm cũng không làm được, chỉ có thể chỉ vào xem thông số thôi. Thì vấn đề đầu tiên là anh nghi ngờ mất mát thì lúc này cũng đã đi đo mát của cảm biến, mát của tất cả các loại là có thông mạch cho mát sườn. Thế thì lúc đấy em phải kiểm tra cả con dưa le chính nữa. Nếu mà dưa le chính thì em nghĩ thì đây là cái mạch điện, thì em xin phép cả nhà để chia sẻ lại để cho anh em nhìn hình dung ấy cho dễ hơn này. Xin phép anh em vừa được xem rồi nhá, chia sẻ lại cho anh em nào chưa xem. Thì buổi tối ngày nay chủ yếu anh em mình thảo luận để chia sẻ văn bệnh thôi, ôn lại thôi. Đây. Lúc này con dưa le chính của mình thì lúc này nó chỉ có nhiệm vụ là đi cấp nguồn, đúng không? Lúc này nó chỉ có nhiệm vụ là đi cấp nguồn cho kim vun bơm xăng và chân A8 ở đây, đúng không? Mobin. Tóm lại là nguồn lúc này dưa le chính làm việc bình thường, bật chìa khóa lên sờ vào dưa le vẫn có. Thì đây là một cái sơ đồ của con S21 khóa 60 cây đời 2016-19. Để cho anh Hải cao thủ anh Hải trả lời. Đó, đây là cái sơ đồ. Một là nếu mà dây led chính không bị thì em nghĩ là cái ổ khóa của nó đang có vấn đề, anh ổ nó khóa có tiết điểm đấy thì là có một cái tiết điểm là cái đỏ sọc trắng này với lại cái đen sọc trắng này. Đây để em mở mạch ổ khóa, đúng không? Theo anh nghĩ là cái do cái ổ khóa này, đúng không? Thì ở mạch ổ khóa ở đây, nếu đây là cái mạch ổ khóa một đường nó, đúng không, cấp nguồn ra cho cái thằng này, đúng không? Rồi thằng dơ le sau có nghĩa là một mạch cấp cho dơ le, rồi một mạch còn lại, đúng không, thì nó chỉ cấp cho cái cụm đồng hồ thôi, và đây và công tắc an toàn thì nó không liên quan gì đến hệ thống điện FI. Hai cái mạch này rồi loại trừ luôn cả ổ khóa cho anh cho nhanh. Đấy, đôi khi anh em mình gặp ban này anh em phải tương tác cơ thì nó mới ra được vấn đề. Đúng rồi. Dạ vâng. Anh Hải cứ phân tích theo cái góc độ của anh. Anh em mà biết rồi, vừa được nghe chia sẻ rồi thì anh em thông cảm nhá. Em sẽ hỏi anh Hải hai cái vấn đề, tại vì anh Hải cũng là người hỗ trợ anh em thợ rất là nhiều đấy. Và cũng chịu khó đi học hỏi giao lưu lắm. Mất tiếng rồi anh. Anh em cũng muốn nghe, vừa em nghe em cũng chưa hiểu mấy. À đây là ok em. Thật ra anh em nào mà chưa hiểu ấy, hoặc là anh em muốn em chia sẻ lại thì anh em có ý kiến. Tại vì thấy anh em cũng ít tương tác quá.
anh em đi học ở ngoài mà thôi, anh em phải tương tác nhiều thì anh em mới vỡ là nhiều. Chứ nhiều khi là một là ngại không dám hỏi, hai là mình biết rồi nhưng mà mình không tương tác ấy, thì anh em khác không biết thì anh em lại không học hỏi được nhiều. Hoặc đôi khi em chia sẻ sai mọi người phải nhắc em, cứ để em sai mà cũng không được anh ạ. Vậy anh nghĩ thì sai lắm, em thấy những bài đăng cái gì thì sai lắm, mà anh sai anh làm lại rất là nhảy. Dạ vâng, cũng chia sẻ luôn. Thì thật ra thì con xài mà anh bổ 4-5 lần em để anh cái quả đấy. Dạ vâng. Thật ra thì những cái gì mình không biết thì mình không giấu dốt anh, em là cũng muốn học hỏi lại được từ các anh mà. Cái ban đấy làm phát chán rồi anh Hải.